Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với video mới của mình. Hôm nay mình sẽ làm một clip mà coi như là so sánh giữa hai loại bi đất và bi sắt. Hầu như là mình chưa bao giờ mình thử một cái clip nào như vậy. Và hôm nay mình sẽ thử so sánh xem là cái viên bi đất và viên bi sắt khi tác động vào một cái tấm kính thì nó sẽ như thế nào. Tại vì hai cái loại bi này nó có tính chất khác nhau. Một là nó rất là cứng, hai là nó có độ đất thì nó cũng có độ mềm hơn, nó dễ bể hơn. Cho nên mình muốn xem cái độ mà công phá của nó khi tác động vào một cái tấm kính nó như thế nào. Thì bây giờ mình sẽ cho các bạn xem cái tấm kính này nhá. Đây. Kính này là kính thông thường các bạn. Đây là loại kính thông thường. Kính thông thường. Mình sẽ lấy cho các bạn xem. Đây là một tấm kính thường. Cái này dày tầm khoảng 4 ly các bạn. Dày tầm khoảng 4 ly. Đấy, bây giờ mình sẽ bắn thử nhá. Mình sẽ bắn thử hai loại bi đất và bi sắt để khi mà chúng ta bắn rồi ấy, chúng ta sẽ so sánh, chúng ta sẽ xem là cái loại bi đất và bi sắt thì nó tính sát thương nó như thế nào, hoặc là tùy vào mục đích sử dụng ấy, chúng ta có thể là biết được nên dùng loại bi nào trong trường hợp nào. Đấy. Thì đầu tiên là mình có mấy viên bi đất này. Bi đất mình cho các bạn xem nhé. Bi đất này là cái loại bi đất mà 100% đất nhé. Tức là nó sẽ không có mặt sắt. Còn một cái loại bi đất là nó có mặt sắt thì hiện tại là bên mình thì không bán cái loại đó nữa. Thì trước đây thì mình có bán. Các bạn hiểu là bi đất nó có mặt sắt thì, tức là bên trong cái viên đất này này nó có trộn lẫn mặt sắt. Và khi mà các bạn dùng cái nam châm hít ý, thì nó vẫn hít được, nhưng mà nó hít nhẹ. Thì đấy gọi là loại bi đất có trộn mạt sắt. Đấy. Thì cái đấy thì nó cứng hơn và cái độ sát thương nó có cao hơn đấy. Nó nguy hiểm hơn. Còn loại này thì nó bớt đi. Đấy. Giảm bớt cái độ cứng của viên bi. Đấy. Thì đây có bi đất nha. Và đây mình có viên bi sắt. Đấy. Bi sắt thế này mình... Hiện tại mình sử dụng viên bi bi 6 đi. Chưa vỡ đúng không? 635 nhé. 635, một viên bi 635 và một bi 8 thì mình sẽ thử viên bi 635 các bạn nhé. Đất nó đập vào tấm kính. Bi 8 thì nó sức công phá nó cao hơn thôi. Khi mà bây giờ mình sẽ thử với các bạn nhé. Các bạn xem là cái độ sát thương hoặc là các bạn xem kỹ mức công phá của viên bi thì nó tác động vào cái tấm kính nó như thế nào nhé. Ok, bây giờ mình có một cái tấm kính này. Tấm kính ở ngay chỗ cái bếp lò. Bếp lò. Các bạn nhìn thấy chưa? Rồi, tấm kính ngay chỗ bếp lò nhá. Cái này rất là bây giờ mình sẽ thử với viên bi đất đầu tiên đi. Đây. Nó rất là tuyệt vời. Đây là một viên bi đất nhá. Mình sẽ thử viên bi đất xem sao đã. Bây giờ các bạn sẽ xem tiếp nhá. Đây nhá, khoảng cách bắn thì nó không cần phải quá xa đâu các bạn ơi. Mình quan trọng là mình thử cái lực tác động vào cái tấm kính nó như thế nào thôi, còn không phải là quá xa nhá. Đó. Các bạn nghe tiếng không? Vỡ hết. Vỡ tan luôn. Tức là viên bi đất bắn nó vào cái tấm kính là nó vỡ tan ra. Và nó không có độ dội. Có thể mình sẽ quay chậm lại cho các bạn xem là cái hiệu ứng của nó vỡ nó như nào nhé. Và bây giờ mình sẽ thực hiện bắn một viên bi sắt vào cái tấm kính xem nó như thế nào nhé, xem hiện tượng gì xảy ra. Rồi các bạn chờ xíu nhá. Thì bây giờ mình sẽ bắn với viên bi sắt các bạn ơi. Đây là viên bi sắt nhé. 635. Khoảng cách thì nó cũng tương đương nhau thôi. Rồi. Rồi ok. Các bạn xem này.
Rồi ok, mình quay gần lại cho các bạn xem này. Các bạn nhìn thấy không? Cái viên bi sắt và viên bi đất thì hai viên nó đều bể. Các bạn cứ tưởng tượng như này nhá. Một viên bi ấy, mình bắn với cái sơ tốc khoảng 100 m/s ấy, thì có thể là nó sẽ xuyên qua. Nhưng mà khi mà mình bắn ở cái lực vừa phải đấy, tại vì cái bộ thun này của mình ý, mình là bắn lực vừa phải, không quá mạnh ấy, thì cái viên bi 635 nó vẫn không xuyên qua mà nó bể. Đấy. Các bạn hiểu chưa? Tức là cái tính sát thương của hai viên bi này ấy, nó sẽ tương đương nhau, nó đều làm bể kính. Nó đều làm bể kính thôi nhá, chứ không phải là một cái thằng là nó sẽ nát vụn ra, còn cái thằng bi sắt thì nó có thể văng tiếp tục. Các bạn hiểu chưa? Ở trong thành phố nếu các bạn xài ấy, các xài bi sắt ấy, thì nó rất là nguy hiểm. Các bạn nên dùng bi đất, để khi mà viên bi đất nó chỉ cần tác động vào cái tấm kính ấy, nó đã vỡ vụn ra rồi, nó không còn cái độ văng đi nữa, nó không va vào những cái đồ khác nữa. Còn nếu mà các bạn sử dụng một viên bi sắt ấy, thì khi nó xuyên qua tấm kính rồi ấy, nó làm vỡ tấm kính rồi ấy, thì nó còn có thể văng đi và nó khá là nguy hiểm. Đấy. Tại sao mà trong những clip của mình ấy, mình hay dùng bi đất? Tại vì lý do như này. Khi mà cái điểm ngắm của mình ấy, nó đã có rồi, tức là điểm ngắm của mình thường là sẽ hướng xuống mặt đất, hướng xuống nền bê tông, hoặc là hướng xuống cái con vật chẳng hạn, ví dụ như con chuột chẳng hạn. Thì khi mà tác động, nếu mà có trượt con chuột ấy, thì nó đập vào mặt đất và nó vỡ vụn ra. Và khi đó tấm kính nó sẽ không bị bể, không bị, hoặc là trường hợp mà không phải là tấm kính mà có nghĩa là tài sản hay là gì đấy của người dân ấy, thì nó sẽ không bị làm sao cả. Đấy, nó không bị ảnh hưởng gì cả. Đấy là nguyên nhân tại sao mình dùng bi đất và không phải là dùng bi sắt. Bi đất nó tính sát thương nó thấp hơn một chút xíu. Đấy, nhưng mà nó độ an toàn của nó khi mà nó không có cái lực văng, nó không có cái độ và văng đi chỗ khác. Đó là nguyên nhân mà mình sử dụng bi đất nhé. Các bạn có thể là áp dụng cái việc sử dụng bi đất và bi sắt tùy từng. Thì bây giờ mình sẽ thực hiện thêm một cái nữa. Mình thử bắn một viên bi sắt. Thì ở đây nó khoảng cách gần quá, nó khó. Thôi mình bắn viên bi đất nhé. Mình sẽ bắn viên bi đất vào một cái chậu cây. Bây giờ mình bắn vào cái chậu cây ở bên trên nhá. Bên dưới thì nó khá là dày. Mình bắn cái chậu cây ở bên trên ấy, cái ô vuông đỏ nhá, để xem là cái lực tác động nó như thế nào. Bi đất các bạn nhé. Đấy. Các bạn nhìn thấy chưa? Mảnh đất vẫn còn nguyên. Đấy. Và cái chậu cây nó không mần mò gì hết, nó không có vết tích gì hết, và chỉ còn giữ lại cái mảnh đất thôi. Nhiều bạn hỏi là anh ơi, cái việc mà anh bắn bi đất vào những cái chậu cây cảnh người ta thì có làm sao không? Thì đây là câu trả lời cho các bạn nhé. Câu trả lời cho những bạn nào mà không hiểu về mình sử dụng đạn gì này, không hiểu về là cái việc bi đất nó có ảnh hưởng gì hay không, thì đây là nguyên nhân. Và cho các bạn xem là cái kết quả. Một cái clip mà mình thử nghiệm hai loại bi, một là bi đất, hai là bi sắt. Thì mình khuyên các bạn là nên chọn cái loại bi thích hợp trong từng hoàn cảnh, thì nó sẽ giúp cho các bạn tăng cái hiệu quả, cái mục đích sử dụng các bạn. Đặc biệt là trong thành phố thì các bạn nên dùng cái loại bi đất. Và loại bi đất là một. Thứ hai là các bạn lưu ý một điều nhé. Trường hợp xấu là ví dụ như các bạn có bị đập trạc ấy, nếu như các bạn sử dụng bi đất đập trạc thì nó cũng không bị ảnh hưởng gì đến cây lá của các bạn. Các bạn hiểu chưa? Tại vì là cái viên bi đất nó đập vào vật cứng nó vỡ vụn ra và nó không ảnh hưởng gì. Đấy là cái mà ưu điểm mà bi đất sử dụng trong thành phố. Thứ hai là cái việc các bạn bắn nhanh sử dụng bi đất thì nó cũng an toàn hơn. Đấy. Và cái điều thứ ba là nó không bị dội đi nơi khác. Trường hợp ví dụ các bạn bắn lệch mục tiêu khoảng lệch mục tiêu một chút xíu chẳng hạn, nó không trúng mục tiêu, không trúng những con vật, ví dụ như con chuột chiệc, các bạn ở trong thành phố các bạn chỉ bắn chuột thôi chẳng hạn ấy, thì khi mà bắn không trúng con chuột thì nó cũng vỡ vụn ra và nó không ảnh hưởng gì đến tài sản, đặc biệt là không ảnh hưởng gì đến sức khỏe của con người. Đấy. Còn đến việc tài sản thì tất nhiên là nó sẽ làm cho các bạn đỡ bị thiệt hại. Đấy, đơn giản là như vậy thôi. Rồi, các bạn có muốn mình làm một cái thí nghiệm về cái gì liên quan đến slingshot thì các bạn có thể là để cái phần bình luận ở bên dưới nhá. Hôm nào mình sẽ test thử xem là cái độ rơi của viên đạn, tại vì cái này chưa có ai thử, thì mình sẽ test thử xem cái độ rơi viên đạn ở cái một độ cao nhất định ấy, thì nó có ảnh hưởng gì đến sức khỏe của chúng ta hay không.
tức là khi nó rơi từ trên cao xuống dưới thì nó có ảnh hưởng gì đến sức khỏe của chúng ta không? Ảnh hưởng gì đến những người đi đường không may mà dính những viên đạn nó rơi từ trên cao xuống thì có bị gì không nhá? Thì cái đấy mình phải chờ xem là có cái địa điểm nào ấy nó thích hợp thì mình sẽ test cái bài test đó cho các bạn xem. Rồi ok. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Đừng quên bấm like, subscribe kênh của mình nha. Bấm chuông để nhận video mới nhất.